Hai, Cảnh chào tất cả đại gia đình mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ cho đại gia đình mình á hai cách để bảo quản hành nha. Thì cách bảo quản hành như thế nào và để cho nó ăn lâu nha đại gia đình, thì hôm nay một cái cách Cảnh bảo quản hành á, thì ăn chừng nào hành mình hết thì thôi chứ không bao giờ bị hư nha đại gia đình. Thì còn cách nào thì Cảnh đến mời đại gia đình theo Cảnh để mình làm nha. Thì đại gia đình mình chuẩn bị cho Cảnh á một ít nước nha, múc vô thau nè, để cho mình ngâm ba cái hành ở đây đình, mình loại bỏ ba cái chất mà có độc hại như bà là thuốc sâu rồi á, thì mình ngâm ba nước muối loãng nha. Rồi trước tiên á thì ba cái phần gốc này nè đại đình mình cắt ra, cắt rời ra ngay đại đình. Rồi ba hành này thì mình ngâm vô đây, mình cho một ít muối vô mình pha loãng nha. Rồi mình ngâm đây khoảng 5 phút sau mình làm cái đại đình. Rồi còn một thêm một cái cách nữa, thì cách này á mình cắt một cái chai ra. Thì cái cách mà đại đình mình á để trong cái chai nhựa này nè, thì mình ăn chỉ được có 2 tuần đến 3 tuần thôi nha đại đình. Còn riêng cái cách mà để Cảnh ngâm ở trong cái thau nước á, thì cái cách đó mình ăn tới vài tháng cũng không có bị hư thôi đại đình. Thì cái cách này mình áp dụng cho những ai mà đại đình nào mình không có tủ lạnh á, mình sử dụng bằng cách này nha, để mình bảo quản hành nha, và nó lâu hư hơn chứ không phải là nó không hư nha. Trong cái chai nhựa thì nó ra rất là lâu. Rồi nước trong cái chai nhựa này nè, để anh về đình mình múc cho Cảnh một ít nước nha. Còn hành lá nè thì mình về mình rửa sạch sẽ, chừa cái gốc lại nha, cái rễ luôn nha đại đình. Tại vì mình cho vô đây nè để nó hút có phần nước trong đây, để nó nuôi dưỡng cái thân cây, là cái hành của mình nó lâu bị héo bị hư nha đại đình. Và mình cho trong nước này nè, mình cho một ít đường vô để cho mình nuôi dưỡng cái thân cái gốc hành nha. Đó, thì bây giờ mình nhà mình không có tủ lạnh thì mình áp dụng theo ngay cái cách này cho Cảnh. Đây mình để vô đây đó, thì hành á nó sẽ hút lượng nước vô đây, và trong khi đó chất đường á là chất nuôi dinh dưỡng cho hành nha đại đình. Thì mình để vô đây này, mình sử dụng áp dụng cho những nhà đại đình nào mình không có tủ lạnh. Rồi cái cách này đây thì nó rất đơn giản mà nó không bảo quản được lâu nha đại đình, nó chỉ được từ 2 tuần đến 3 tuần chứ không được lâu. Còn riêng cái cách này thì Cảnh ngâm đây, Cảnh rửa cho nó hết ba cái chất mà tức là thuốc sâu ở đại đình. Rồi xong rồi đại đình mình đem ra mình phơi, mình để trên cái gỗ cho nó khô ra nước nha đại đình. Đừng có đem ra nắng phơi khô, mình để tự động là nó rút hết phần nước này, và mình hãy làm nha. Thì bây giờ đó, Cảnh rửa sạch, ngâm ba nước muối sạch rồi. Giờ Cảnh sẽ đổ phần nước này ra. Rồi trong phần nãy trong nước muối Cảnh vớt ra rồi, bây giờ Cảnh để ra ngoài cái gỗ nha, để cho nó khô nước nha, rồi Cảnh mới sắc ra nha. Thì cái đại định mình nhớ đem đi ngâm nước muối rồi xong mình đem đi rửa lại cho nó sạch lại nha. Rồi mình chảy ra vậy cho nó lên một cái gỗ để cho nó rút hết phần nước nha, không còn chờ nước nó động ở lại trên cộng hành nha đại đình, phải cho nó khô nha mà mới bảo quản được nha. Rồi ba cái hành hồi nãy giờ Cảnh để cho nó khô nước rồi đại đình đó, đại đình mình phải cho nó khô hẳn đi nha, không có còn giờ nước ra động ở trong đây nha. Rồi sau đó để mình đem sắt ra nha. Đây Cảnh cũng chuẩn bị một cái lò để Cảnh bảo quản nha. Thì bây giờ mình sắt ra theo vừa cái miếng ăn của mình thường ngày mình sử dụng, mà như mình nêm canh kho gì đó thì mình sắt ra cho vừa cái miếng đó ăn của mình nha.
Rồi thì bây giờ mình sắp nhuyễn ra. Rồi sau đó mình cho vô cái lọ nha, đây lên. Rồi bây giờ thì cảnh để vô đầy cái lọ rồi, thì bây giờ mình đậy nắp ra cho nó kín lại nha, đây lên. Đây, rồi. Đó, thì đây là mình để bảo quản cách này, mình cho vô cái ngăn đá nha. Đây bây giờ cảnh cho vô cái ngăn đá luôn. Này thì đây định mình cứ cho thẳng vô ngăn đá cho cảnh đó. Bây giờ cảnh sẽ cho vô đây, rồi cảnh sẽ mở cái nhiệt độ lên cao để cho nó đông đá lại cho đại đình xem nha, coi thật sự nó có bị đông đá hay không nha. Đó, đại đình xem này nó, thì mình cho một cái lọ để vô đây và để cho vô ngăn đá nha. Rồi chút nữa đó để nó đông đá xong cái cảnh ta quay lại cho test cho đại đình xem nha, coi cái hành mình có đông cứng lại hay không nha. Và mình bảo quản cách này á là mình ăn cả năm cũng không bị hư luôn nha đại đình. Đây thì ớt vừa rồi cảnh cũng chia sẻ cho đại đình mà ớt để vô đây ăn đá vậy ăn không bao giờ bị hư, ăn chừng nào hết thôi, ăn cả năm này qua năm khác luôn. Giờ tới hành cà và cảnh cũng để vô luôn nha, coi có bị đông đá đời hay không nha. Rồi nãy giờ mà cảnh để tủ lạnh cũng hơi lâu rồi, bây giờ cảnh lấy ra coi có đông đá chưa nghe đại đình. Đây giờ nó đông đá rồi đại đình ơi, đây cảnh lấy ra cho đại đình xem nha. Này đại đình xem nè, để cảnh khui ra cho đại đình xem nha, để nó đông đá rồi nè. Đây đó nè, đây mình hành của mình nó không có bị đông lại nghe đại đình nè. Đó. Đó mình bảo quản theo cái cách này á là hành của mình không bao giờ nó bị héo, bị hư nha đại đình. Ăn cả năm cũng không sao luôn nha. Đây. Nè, cảnh để cho ngăn đá nè. Và nó sẽ ra không bị đông lại nha. Đó. Tại vì mình hành của mình á lúc mà mình rửa xong á là nó sẽ khô, để cho nó khô đi là đại đình mình sẽ để vô ngăn đá. Đó, nè thấy không? Mình ăn bao nhiêu mình là lấy cái nhiêu mình ăn, không bao giờ hành mình nó bị hư. Okay. Cách mà để mình bảo quản hành ăn lâu và đơn giản. Thì đại đình mình xem kênh cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh cảnh cho cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của cảnh nha. Thôi cảnh chào tất cả đại đình mình nha. Hẹn đại gia đình mình gặp lại clip sau nha.